Rồi, hello, xin chào tất cả anh em nha. Thì ở video trước thì mình đã hướng dẫn cho anh em cách lên hai cái mặt ghế và một cái mặt bàn rồi ha. Thì ở video này thì mình sẽ là hướng dẫn cho anh em cái cách mà lắp ráp vào cái mặt bàn mặt ghế này vào hai cái phần chính uốn của mình ha. Thì anh em nào mà chưa xem cái phần 1 thì anh em sẽ là tìm ở trong trang của mình hoặc là cái kênh trong cái kênh YouTube của mình để chúng ta xem để chúng ta biết về cái cách làm của hai cái này ha. Đó. Bây giờ mình sẽ là hướng dẫn cho anh em cách mà lắp ráp vào cái phần chính uốn. Đưa ra ngoài này ráp cho anh em dễ nhìn thấy rõ ha. Ở trong tiệm hơi bị tối. Rồi, trước tiên là anh em sẽ siết chặt cho mình là hai cái cốt chân này. Đó, siết chặt lại ha. Ok, đó, bằng mặt. Rồi, tiếp tục. Rồi anh em sẽ là khi siết ốc xong thì anh em sẽ là để cho mình cái phần gạch ngang của cái ghế này ha. Thì hai cái ghế này nó sẽ là đối lập lại với nhau ha, hai đường gạch này nó sẽ là đối chiếu lại với nhau để chúng ta đưa vào. Đó. Anh em sẽ là phân biệt đầu A là ra đầu A nhá. Đây. Như vậy này. Đấy, để cái mặt bàn xuống dưới đất là chúng ta là sẽ đưa cái này vào thôi. Đó, cái bàn có nóc bên này đúng không em? Rồi bạn khi đưa ốc vào thì chúng ta cũng là bắn chặt luôn nha. Và cái chân này ở bên A thì chúng ta sẽ lấy cái chân này ở A ha. Chúng ta sẽ đưa vào. Rồi, đây mình siết ốc xong thì mình chỉ cần lật đứng cái bàn lên là ok rồi. Đấy. Đấy, như vậy nha. Đấy, bây giờ mình sẽ là có cái hình thức cái mặt dưới lưng. Thì bây giờ mình sẽ là lấy hai cái thân chân ghế mình đã làm sẵn thì mình sẽ đưa vào thôi. Đấy, em lấy chân ghế. Đúng rồi, nằm xuống. Rồi, hàn cái rồi, anh em sẽ đặt cái chân ghế vào. Thì đây là mình có cái đánh dấu cái mặt chân ghế nó lên tới đây. Thì cái mặt bàn của mình nó sẽ là lên tới bằng đó ha. Đó, bằng mặt trên này. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ hàn cái ghế ngoài trước. Đó, cho đây. Cái ngoài kia đây. Đó. Cái ghế ngoài này á thì chúng ta sẽ là cân vào cái bằng cái mép này nè. Đây. Bằng mép này trước ha. Đấy, bằng này. Đó, mép gạch này, bằng này. Đấy, chúng ta sẽ là chấm bon vào ha. Bên này cũng vậy nhá. Đấy, như vậy là mình đã chấm bon xong cái ghế đầu tiên, mình chỉnh chấm sơ nhẹ đầu tiên thôi ha. Đó, bây giờ mình sẽ là ráp tiếp tục cái thứ hai. Rồi, bye bye. Cho là bên kia trước. Bằng bằng bên này. Rồi. Cái thứ hai thì dễ thôi. Anh em cứ canh cứ vào là cứ sát cái thằng thứ nhất là được rồi. Còn trong này nó hở bao nhiêu kỳ nó ha. Mình đã chấm bon xong hai cái mặt ghế thì anh em để cho mình ha. Thì ở mình đã nói từ đầu rồi ha. Thì cái phần mặt ghế mình cũng đã đánh dấu cho anh em rồi. Thì anh em cứ theo về canh cái ghế hàn cái ghế đầu tiên trước này. Thì chúng ta cân bằng mặt này, theo cái mức gạch của mình này, ở trong này cứ theo mức gạch này. Đó, còn cái ghế trong cùng này cứ theo cái thằng đầu tiên. Đó, cái đường cong thứ ba này á thì anh em không hàn bất cứ một cái thứ gì nha. Đừng hàn vào đây nha. Vì tại cái cong thứ ba ở giữa này á là nó là di chuyển. Đó, nó sẽ là di chuyển, còn những cái thân này là thân chết. Chúng ta sẽ là hàn được, còn cái thân thứ ba này là không được hàn nha. Anh em để ý này. Đó, bằng mặt. Được chưa? Rồi nó cứ bằng mức gạch của mình. Đó, như vậy thôi. Là nó sẽ khi mình ráp lại nó sẽ sát với cái ghế và bằng thẳng. Đấy, hai bên đều như vậy. Đó, được chưa? Rồi, tiếp tục khi anh em chấm bon xong thì chúng ta sẽ là hàn cái đà gắn của cái ghế. Dưới này nó sẽ có thêm một cái đà nữa. Cho nên cái đà là thường thường em mình thấy là có nhiều người là nó để cái đà ở dưới này nè.
À, dưới chân này, trên này nhìn nó thô đi. Cho nên mình sẽ dời cái đà này là ở lên dưới đáy ghế. Đó, như vậy là mình có 3 thân nha, một cây đà. Cái đà này thì anh em có thể là làm cây thân 36 cũng được. Cây 25 50 dày 1 ly 4 cũng được. Đó, tùy. Rồi, cái đà này thì chúng ta sẽ là bịt đầu nha. Đó, anh em sẽ cắt đi bịt đầu. Vì tại đây nè, em quay cái máy qua đây. Vì tại khi mình ráp vào đấy thì ở đây nó sẽ có một cái lỗ, cho nên chúng ta sẽ là bịt đầu nó lại đi nha. Đó, bịt đầu lại rồi chúng ta sẽ đưa vào rồi chúng ta hàn nha. Đấy, anh em để ý nè. Đó. Được chưa? Đó, rồi. Đó, như vậy thôi là mình đã hình thành được một cái ghế rồi. Bây giờ mình sẽ là kéo ra cho anh em cùng xem. Nhưng mà mình chưa có hành chết nha. Khi kéo ra nó hơi bị rùng một tí xíu. Mình kéo thử ra cho anh em cùng xem thôi. Đấy, như vậy là mình đã xong ha. Thì hiện tại đây là cái nền của mình nó bị không bị bằng phẳng, cho nên cái chân của mình nó sẽ là bị gập ghềnh ha. Đó, vì đây mình cũng chưa hành chết nữa. Đó, cho nên chúng ta sẽ ra được cái bàn rồi. Đó. Khi mình siết chặt và hành chết là nó sẽ là cứng cáp hơn nhiều nữa ha. Đấy, mình sẽ kéo ra tạm thời cho anh em xem thôi. Đây. Đấy. Nó sẽ ra cái hình thức một cái bộ bàn ghế gấp gọn. Thì ở đây cái phần mặt bàn, phần mặt bàn này thì anh em là muốn là bỏ ván âm hoặc là ván nổi gì tùy thích của anh em nhé. Đó, ở đây là mình toàn sử dụng là ván âm. Đó, ván âm cho nhìn cho nó đẹp. Anh em mà muốn đan sắt cũng được, muốn đặt tấm xin xì bỏ vào cũng được, nó rất tùy. Về mặt bàn này thì tùy anh em mà muốn bỏ cái gì thì bỏ cái đó nhá. Đấy, như vậy thôi là mình sẽ ra được cái bàn rồi. Đó, mình sẽ là hàn chết và gắn những cái phần ván vào. Đó, cái này thì cứ cắt ván lọt vào khoan lỗ, bắn vít dưới bắn lên là xong. Đấy, cầm cái tay vào đây, cầm cái tay vào dưới ghế, rồi chúng ta dỡ thẳng cả hai lên, hoặc là cầm cái này dỡ lên thôi cũng được. Rồi chúng ta sẽ đẩy vào trong đó, đẩy vào trong đó. Chúng ta sẽ là một tay này đẩy cái bàn lên, là cái ghế này tự động nó sẽ nhảy xuống. Đó, cứ thả xuống cho nó lọt vào. Đấy, được chưa? Đó. Rồi, video mình hướng dẫn cho anh em cái cách lên mặt bàn, mặt ghế và cái bộ bàn ghế nó sẽ như vậy thôi. Rồi anh em sẽ sơn đi, rồi anh em sẽ là nói chung là khi sơn thì chúng ta sẽ là vệ sinh sạch sẽ nhé. Rồi chúng ta sẽ sơn để cho cái lớp sơn của mình đó, nó sẽ là bám trên cái sắt kẽm được tốt hơn. Đấy. Rồi, video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt anh em nha. Hẹn anh em lại cái video sau. Video sau hoàn thiện mình sẽ là đăng cho anh em xem tiếp tục cái bộ phận hoàn thiện của bộ bàn ghế này. Cho anh em cùng xem cái mẫu thứ ba cho mọi người cùng xem nha. Rồi, xin chào tạm biệt anh em nha.